14 nhị sư huynh tuy là phàm nhân nhưng rất mạnh mẽ. Vọng Nguyệt Các, pháp quy gia tộc không thể thay đổi. Vọng Nguyệt Các, trưởng tử Tống gia, Tống Ôn Noãn. Đệ, hôm nay đệ vẫn phải tuân theo quy củ. Ca, huynh cũng không phải không biết tình huống hiện tại như thế nào, chẳng lẽ quy củ bảo chết huynh cũng chết sao? Vọng Nguyệt Các, thứ tử Tống gia, Tống chú phủ. Đệ, với tư cách là người đứng đầu, dù sao cũng phải nghĩ cho đệ. Người nào? Chén trà 300 vạn linh thạch của ta. Giao long chảo hoa ra đây cho ta. Một mảnh cho tàn lớn như thế mà không thấy à? Long chảo hoa đều bị cha ta đốt sạch rồi. Chén trà của ta. Các ngươi không có trong tay. Không có. Còn hạt sống thì sao? Bây giờ lập tức trồng cho ta. Chỉ có cha ta biết trồng long chảo hoa, bọn ta vẫn chưa học được. Nghiệp chướng mà, 300 vạn linh thạch nhị sư huynh đứng vững. Khoan đã, ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào vọng nguyệt các ta. Người đâu, ném bọn hắn ra ngoài cho ta. Làm càn. Ta là ái đồ của bạn thân phụ thân ngươi, khởi phong cốc đại trưởng môn thuật tiểu thành. Là lão sư phụ cố ý phái cho ta đến thăm, các ngươi lại muốn đuổi ta ra ngoài, chẳng lẽ đây là cách vọng nguyệt các các ngươi đối đãi với khách sao? Nhị sư huynh thành trưởng môn khi nào vậy? Ngươi cũng sắp vượt qua lão lục rồi, nói dối không nhắm mắt bạn thân của cha, khởi phong cốc, sao ta chưa từng nghe qua. Sư phụ ngươi là ai? Trương bá hay lưu đại gia, hay là lý thúc? Đúng vậy, sư phụ ta chính là họ lý. Phong cách làm việc của lão nhân gia các ngươi cũng hiểu, cụ, dù sao cũng là như vậy, cho nên các ngươi chưa nghe nói đến ta là chuyện rất bình thường. Lý thúc ít nói, quả thật cũng rất ít đề cập đến chuyện của mình. Đắc tội rồi, nếu là đồ đệ của Lý Thúc thì đúng là khách quý, mời ngồi. Thượng tọa thì không cần, sư phụ ta có việc cần gấp long trả hoa các ngươi mau dẫn ta đi gặp lệnh tôn trồng lại long trả hoa cái gì vừa xảy ra vậy như này cũng được khởi phong cốc chúng ta đúng là đều tinh thông từ hãm hại đến lừa gạt cái này phụ thân bệnh nặng sợ là không tiện tiếp khách ngươi đã là ái đồ của bạn thân phụ thân gặp một chút cũng không sao nhưng ta phải báo cho trưởng lão nội môn một tiếng thuận lợi như vậy gia phụ tinh thần thất thường sau khi đốt dụng hoa thì binh không dậy nổi Hai ngày nay càng nghiêm trọng hơn, hôn mê còn nhiều hơn so với bất tỉnh. Không sao cả, vẫn còn nhớ cách trồng hoa như thế nào là được. Tiểu tiện tử ngươi, lén lút chắc chắn không làm chuyện tốt gì. Cãi nhau làm gì? Thiếu các chủ thứ tội, đều do tiểu tiện tử này lẻn vào trùng tiêu lâu, phá hỏng quy củ tổ tông. Thiếu các chủ, ta, à, ta không có cố ý, ta thật sự chỉ là không cẩn thận đi vào, van cầu các ngài tha cho ta đi. Hừ, kéo vào thú trận cho sói ăn đi. Đừng mà xin thiếu các chủ định đoạt. Chú phù, bây giờ thời đại bất đồng, để một lời không hợp đã kéo người khác cho sói ăn, quá cổ hủ. Vừa rồi không phải đại ca luôn miệng nói muốn dựa theo quy củ làm việc sao, sao đột nhiên lại thay đổi. Quy củ gì quan trọng hơn so với một mạng người? Trùng tiêu lâu nghiêm cấm người ngoài huyết mạch tống thị tiến vào, người vi phạm lệnh chết, đây là quy củ từ lúc vọng nguyệt các mới sáng lập đã có, không có ngoại lệ. Ồ, trùng tiêu lâu kia là nơi nào, nghiêm khắc như vậy? Khách quý có điều không biết, trùng tiêu lâu chính là bảo địa phong thủy của tống gia ta nếu có người vào đêm trăng tròn bước lên mái nhà có thể tập trung sức mạnh nguyệt hoa tụ khí tu luyện đây cũng là nguyên nhân vọng nguyệt các chúng ta được đặt tên là vọng nguyệt bởi vì đây là trí thuần khí lực hiếm thấy vừa hay phối hợp với nội công của bổn các tiến hành tu luyện cho nên trùng tiêu lâu chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào quan trọng hơn là hôm nay là lễ trưởng thành của chú phù một trong những nghi thức trưởng thành là phải đi vào trùng tiêu lâu tiến hành tu luyện hôm nay mọi chuyện đã chuẩn bị nếu có người xông vào trùng tiêu lâu phá hỏng nghi thức đương nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ nhị sư huynh cô ấy đáng thương quá ngươi xem sư phụ ta và cha ngươi cũng là bạn cũ có thể hay không dễ nói vậy thì nể mặt khởi phong cốc mà phá lệ lần này ta sẽ không truy cứu nữa hừ cha đồ đệ của lý thúc đến thăm cha không phải chứ hình như ông ta sắp tèo rồi xin lỗi cha ta bệnh nặng ngay cả lễ trưởng thành của chú phù cũng không thể chủ trì không được, phải tự mình bắt mạch xác định. Theo lý mà nói phải chờ ông ấy hoàn toàn chuyển biến tốt rồi tự mình chủ trì lễ trưởng thành. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không thể chậm trễ nữa, nhi tử bất hiếu, đành phải thay thế ông ấy hành lễ cho chú phủ. Sao lại có biểu tình này? Lão các chủ nhất định sẽ mau chóng chuyển biến tốt đẹp, sư phụ ta còn chờ ngài cùng đi uống rượu. Trông hoàn toàn hết cứu rồi. Thuật huynh, hiện giờ tình hình của phụ thân thuật huynh cũng đã thấy. Long chảo hoa chúng ta thật sự là bất lực, không sao không sao, chỉ là ta không dễ dàng gì mới đến, không bằng để cho ta chờ ở đây vài ngày, coi như du lịch giải sầu. Khách quý đến đây, ta sao có thể không chiếu đãi, thuật huynh cứ việc ở. Vậy thì đa tạ ôn noãn huynh. Nhị sư huynh, long chảo hoa cũng không còn, sao huynh còn muốn ở lại vọng nguyệt các? Lỡ như bọn họ có tàng chữ thì sao? Hơn nữa vừa rồi bọn họ không phải đã nói, trùng tiêu lâu có thể tụ khí sao? Đêm nay chúng ta sẽ thăm dò trùng tiêu lâu. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.